Dạ, xin chào thầy và các bạn. Em sẽ báo cáo môn học tự tập điều khiển robot với đề tài là thiết kế và điều khiển robot Scala bao tự do. Thì giáo viên hướng dẫn là tiến sĩ Trần Đức Thiện, trình bày của em Phạm Minh Nghĩa và Nguyễn Minh Nhật. Thì nội dung gồm có 6 phần. Phần đầu tiên là mô hình SolidWorks, phần thứ hai là tính toán hóa học mô hình, phần thứ ba là phương pháp quy hoạch quỹ đạo, phần thứ tư là thiết kế mô hình SolidWorks, phần thứ năm là thiết kế chương trình điều khiển và phần thứ sáu là thiết kế giao diện. Ở quy trình thực hiện thì nó gồm có 5 bước. Đầu tiên là tìm kiếm các thiết bị sử dụng trên mô hình và thông tin báo giá. Phần thứ hai là thiết kế mô hình robot trên SolidWorks. Phần thứ ba là tính toán đồng học cho mô hình. Thì phần thứ ba này nó gồm có là phương pháp tính toán và đặt trục cho robot và tính đồng thuận cho robot cũng như đồng học nghịch. Phần thứ tư là thiết kế MATLAB điều khiển robot trong môi trường mô phỏng SimSketch và phần cuối cùng là thiết kế giao diện người dùng bằng App Designer. Ở hình một là hình mô hình thiết kế robot trên SolidWorks của nhóm là thiết kế. Ở hình thứ hai là đặt trục cho mô hình robot, thì ở đây ta đặt trục giá hướng theo trục động cơ theo với chiều là chiều xoay theo quy tắc bàn tay phải. Trục x là đường vuông góc chung giữa hai trục z và trục y là được xác định theo quy tắc bàn tay phải. Đây là thông số của robot mà nhóm là thiết kế, gồm là chiều dài các thân và chiều dài khoảng cách giữa hai thân như là như ta cho ở bảng một thông số mô hình robot. Đây là mô hình 2D, bản vẽ 2D của các bản vẽ 2D của khâu đế robot. Tiếp theo là bản vẽ kỹ thuật điểm tròn cho khâu đế robot. Tiếp theo là hình bản vẽ điểm tròn lớn cho khâu đế, bản vẽ kỹ thuật thân nối thứ nhất. Tiếp theo là hình 2D của bản vẽ kỹ thuật thân nối thứ hai. Tiếp theo là hình 2D của bản vẽ kỹ thuật thân nối thứ ba và cuối cùng là bản vẽ kỹ thuật của cơ cấu trước cánh cuối. Tiếp theo là phần tính toán đồng học cho robot. Thì phương pháp sử dụng ở đây là phương pháp Choose Drive, với được thể hiện ở hình 11. Hình mô tả đặt trục theo phương pháp Choose Drive như hình. Thì chỉ hình này được lấy từ nguồn của concept Introduction to Robotic Mechanics and Control. Thì trong đó AI là khoảng cách giữa hai trục Z liền kề nhau, được lấy từ trục Z Y lên trục Z Y cộng 1 hướng theo hướng của trục X Y. Alpha Y là góc rẽ của trục Z Y và Z Y cộng 1, được xác định theo chiều xoay trên trục X Y theo quy tắc bàn tay phải. Đây là khoảng cách giữa hai trục X Y trừ 1 và X Y được đo dọc theo trục Z Y. Theta Y là góc rẽ của trục X Y trừ 1 và trục X Y theo chiều xoay của trục Z Y cũng theo quy ước của quy tắc bàn tay phải. Đây là bảng DH thông số của mô hình robot theo phương pháp cho Horizon. Đây là quy ước viết tắt và cuối cùng là mã đơn chuyển đổi tổng quát từ hệ y về hệ y trừ một theo phương pháp đặt trục cho Horizon có công thức như hiện rồi. Và kết quả thì ta sẽ có là mã đơn chuyển đổi từ hệ tọa độ không về từ hệ tọa độ một về tọa độ không để cho như hiện được tính ra như hiện. Tiếp theo là mã đơn chuyển đổi từ hệ hai về hệ một, tiếp theo là từ hệ ba về hệ hai và cuối cùng là từ hệ 4 về hệ 3. Từ cái bốn cái mã định chuyển đổi đó ta tính ra được mã định chuyển đổi từ hệ tọa độ 4 về tọa độ không như hình. Và ở đây ta có kết quả là vị trí cuối của n vector là BEM có công thức như hình. Theo là tính toán đồng học người, đầu tiên là tính gốc theta 2. Thì phương pháp tính đồng học người sử dụng phương pháp đại số, thì ta đã có hệ tọa độ BX, BY, BZ từ từ khi ta tính đồng học thuận, ta sẽ có tọa độ như hình như công thức 2.1, 2.2 và 2.3. Với hướng cơ cấu chấp cánh cuối được quy định là phi bằng theta 1 cộng theta 2 cộng theta 3 theo công thức 2.4. Thì với hướng của cơ cấu chấp cánh cuối cố định và bằng không nên ta có là theta 3 sẽ bằng trừ theta 1 trừ theta 2. Kết hợp với hai bốn cái bước trình 2.1, 2.2, 2.3 và 2.4 ta có được bx, by, bz như sau. Sau đó ta tiến hành chuyển về L1 và L4 sang trái, ta sẽ có được công thức như hình. Và như hình ta sẽ có được công thức 2.5, 2.6, 2.7. Tiếp theo ta đặt M bằng BX trừ L1 trừ L4 và N bằng BY. Từ phương trình 2.5 thì ta sẽ có được công thức 2.8 như hình sau. Từ đó ta có được cos theta 2 theo công thức như hình. Từ cos theta 2 ta tính được là sin theta 2 nó sẽ bằng cộng trừ căn của 1 trừ cos theta 2 bình phương. Từ đó ta có nghiệm của cấp thứ hai là theta 2 bằng cộng trừ a tan 2 của sin theta 2 cos theta 2.
Tiếp theo ta tìm góc theta 1 từ phương trình 1.6 và việc tôi tổng quát A nhân cos theta 1 cộng B nhân sin theta 1 bằng D, ta đồng nhất thức ta sẽ có được A sẽ bằng sin của góc theta bằng L3, A bằng sin alpha bằng L3 sin theta 2, B sẽ bằng cos alpha bằng L3 cos theta 2 cộng L2. Ta thực hiện biến đổi và điều kiện của sin và cos, ta sẽ có được công thức như hình 2.9. Và từ biểu thức 2.9 ta tìm được góc khớp thứ hai alpha bằng a tan 2 bằng a chia cho căn a bình cộng b bình, b chia cho căn a bình cộng b bình. Từ biến đổi phương trình 2.1 lần lượt có các giá trị sin và cos của góc khớp thứ nhất là theo công thức 2.10 và 2.11. Từ các biểu thức 2.9 và 2.10 tôi có được theta 1 bằng a tan 2 của d chia căn a bình cộng b bình và cộng trừ căn cộng 1 trừ d bình chia căn a bình cộng b bình. Vậy ta có hai bộ nghiệm từ giải đồng hồ kê của robot là bộ nghiệm thứ nhất như sau, bộ nghiệm thứ hai như sau. Và sau đây là phần trình bày tiếp theo, tiếp tục phần trình bày là mời bạn người bây giờ trình bày tiếp tục. Mời bạn người bây giờ tiếp tục trình bày phần quy hoạch quỹ đạo. Xin chào thầy và các bạn, em tên là Nguyễn Minh Nhật. Sau đây em xin trình bày về quy hoạch quỹ đạo cho robot. Trước khi nói về quy hoạch quỹ đạo, chúng ta sẽ làm rõ về cái khái niệm về quy hoạch quỹ đạo. Thì ở đây chúng em sẽ sử dụng là phương pháp quy hoạch quỹ đạo theo đa thức bậc 3. Thì tại đây sẽ có các điều kiện ràng buộc như sau. Thì tại điểm bắt đầu nó sẽ có T sẽ bằng T0, quy tại điểm T0 sẽ bằng quy 0 và vi phân của quy tại điểm T0 theo thời gian sẽ là V0. Thì tương tự ta sẽ có với địa điểm tương tự với thời điểm kết thúc, ta cũng sẽ có T sẽ bằng TF, quy TF sẽ bằng VF, D quy TF chia DT sẽ trên DT sẽ là VF. Thì ta sẽ có biểu thức tổng quát của đa thức bậc 3 có dạng như phương trình 3.1 và 3.2. Thì phương trình 3.1 là phương trình đại diện về vị trí của cơ cấu chấp hành, nên là ta cần ta muốn quy hoạch quỹ đạo về phương trình 3.2 sẽ là phương trình đại diện về vận tốc của cơ cấu chấp hành, đó là vi phân đạo hàm bậc 1 của biểu thức 3.1 theo thời gian. Thì từ các biểu thức, các điều kiện ràng buộc và biểu thức của đa thức bậc 3 thì ta sẽ có được cái phương trình như là 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, lần lượt là phương trình về vị trí và vận tốc của cơ cấu chấp hành tại thời điểm bắt đầu và thời điểm kết thúc. Sau đó ta sẽ biểu diễn các phương trình, bốn phương trình từ 3.3 đến 3.6 này về lại dạng phương trình như là 3.7 viết dưới dạng ma trận. Thì ta sẽ có cái ma trận sau. Thứ nhất ta sẽ đặt ma trận Y sẽ là ma trận Q0V0, ma trận 4x1 Q0V0 QF VF, và ma trận X sẽ là cái hệ số từ A0 đến A3. Còn ma trận A sẽ là cái thời điểm biến và cái thời điểm thời gian của phương trình. Thì từ đó ta sẽ có phương trình tổng quát như hình 3, như công thức 3.8 ta nhân 2 với của phương trình với lại ma trận A mũ trừ 1, tức là ma trận nghịch đảo của ma trận A. Thì từ đây ta sẽ tìm được các hệ số cần tìm, tức là từ A0 tới A3, được thể hiện như trên slide. Tiếp đến, trước khi đi vào quy hoạch quỹ đạo, ta cần xác định các điểm cần quy hoạch. Thì ở đây để xác định, em sẽ vẽ không gian làm việc của robot dựa trên phương trình đạo học thuận. Ở đây sẽ gồm có 3 không gian làm việc tương ứng với lại là không gian làm việc của không gian làm việc tổng quát của robot, là bao gồm không gian làm việc của tất cả các bộ nghiệm có thể xảy ra. Hình số 13 đó là không gian làm việc tương ứng với góc theta 2 dương sau khi nhận thấy sự khác biệt giữa hai bộ nghiệm. Thì em sẽ thực hiện chia ra, đây là không gian làm việc với góc theta 2 dương và đây là không gian làm việc với góc theta 2 âm. Thì cái góc theta 1 và theta 2 được quy hoạch với giá trị trong khoảng từ trừ 90 đến 90 độ tương ứng mỗi góc.
Thì sau khi tìm được cái điểm cần quy hoạch, chúng ta sẽ đến với sơ đồ kỹ thuật quy hoạch quỹ đạo theo đường thẳng. Thì đây là sơ đồ kỹ thuật quy hoạch quỹ đạo đến từ giữa hai điểm bất kỳ. Thì sau khi đầu tiên chương trình sẽ thực hiện gán giá trị y sẽ bằng 1 cùng với các cái thông số như là vị trí vận tốc, số lần thực hiện và chu kỳ giữa di chuyển giữa hai điểm. Sau đó sẽ tiến hành việc so sánh thời gian hiện tại so với số lần di chuyển này, xem nó đã có vượt quá cái thời gian tổng chưa. Nếu vượt quá rồi thì sẽ tiến hành dừng tại vị trí cuối cùng và kết thúc. Còn nếu chưa thì sẽ thực hiện việc so sánh tiếp thời gian đó với lại y lần tf. Thì từ đây nó sẽ quy hoạch, nếu mà đúng thì nó sẽ quy hoạch quỹ đạo theo giữa hai điểm trong cái trường hợp đó và sẽ kết thúc. Còn nếu không thì nó sẽ thực hiện việc tăng y lên một đơn vị, sau đó kết thúc để tiến hành tiếp tục lần chạy thứ hai của MATLAB Simulink. Thì quy hoạch quỹ đạo cho em sẽ sử dụng là quy hoạch quỹ đạo theo đường thẳng có các tọa độ như sau, tức là vị trí A, à, vị trí 1 và vị trí 2. Và đây là lưu đồ kỹ thuật quy hoạch giữa hai điểm A và B. Đây là cái đáp ứng bỏ ra theo phương x, phương y và tổng hợp nó tổng hợp theo hai phương của thị. Đây là điểm A và đây là điểm B. Thì tiếp đó chúng em sẽ thực hiện quy hoạch quỹ đạo theo hình tam giác. Cái tọa độ được sử dụng bao gồm vị trí 1, vị trí 2 là điểm B, vị trí 3 là điểm C. Đây là lưu đồ kỹ thuật quy hoạch quỹ đạo giữa ba điểm có dạng như hình 20. Và đây là cái đáp ứng ngỏ ra theo phương x, phương y và theo hai phương x, y. Tiếp theo về phần thiết kế mô hình SolidWorks, thì đây là danh sách thiết bị sử dụng của được thể hiện như bảng số 3. Thì đây gồm có Anomega, nguồn tổ ong, servo MG996, mạch giảm áp DCLM2596, có dòng tối đa là 3 A, và servo SG90S để gắn ở cái cấu chấp hành cuối. Và đây là mô hình thực tế của chúng em được thể hiện như hình 24. Về chương trình điều khiển, em sẽ thực hiện xây dựng khoảng 3 chương trình. Thứ nhất là về chương trình đầu tiên là chương trình kiểm tra servo là hình như hình 25 để kiểm tra cái góc quay của servo có đúng với lại cái mong muốn mình không, để thực hiện chẩn đoán coi cái servo nó đã có bị sai lệch, bị hư hay là gì chưa. Về hình tiếp theo là về hình 26 là chương trình kiểm tra khối động học nghịch. Thì đây chúng em sẽ gán cái giá trị chiều dài tối đa của robot vào, sau đó sẽ thực hiện xuất ra cái chân tín hiệu bên chân 9, 10, 11 trên Anomega để điều khiển servo xem có đúng cái chiều dài tối đa của robot chưa, để thực hiện hiệu chỉnh gắn cái cánh tay của servo. Thì tiếp theo sẽ là chương trình quỹ đạo. Ở đây chúng em sẽ có hai khối, tức là khối quỹ đạo theo hai điểm, quỹ đạo theo ba điểm. Tất cả hai khối này được chọn bởi một cái khối gen và thực hiện học nghịch để tìm ra cái góc theta. Tại góc cái góc theta này sẽ được đưa vào trong cái driver điều khiển servo, thì sẽ điều khiển Anomega, và đồng thời cái tín hiệu này sẽ qua khối động học thuận đi về workspace của MATLAB thông qua cái khối x.
two workspace là xplot, yplot và zplot. Và ở đây sẽ có một cái khối forward kinematic và khối mà quy hoạch vĩ đạo được lựa chọn bởi bởi cái khối gen mode. Thì tiếp đến sẽ là giao diện quy hoạch vĩ đạo của tụi em. Thì ở phần thiết kế này chúng em sẽ sử dụng ba giao diện chính. Thứ nhất là sẽ có một giao diện để thể hiện cái bài báo cáo môn học và tên của đề tài, sẽ có các sinh viên thực hiện, và các cái nút nhấn để di chuyển đến cái giao diện tiếp theo. Thì đầu tiên sẽ là giao diện về tính toán động học. Thì tại hình 29 sẽ là giao diện tính toán động học của mô hình, thì gồm có khối forward kinematic và inward kinematic để tính toán động học thuận và động nghịch của robot. Thì đầu tiên chúng ta sẽ gạt cái nút on tại phần kinematic này lên để chọn chế độ là động học bên robot. Sau khi thực hiện xong, chúng ta sẽ thực hiện việc dán cái giá trị ở động học thuận một cái góc bất kỳ, cũng có thể nhập vào cái ô này, sau đó thực hiện nhấn convert để chuyển cái giá trị này sang cái khối end effector, sẽ cho ra cái vị trí cuối của cơ cấu chấp hành. Tiếp đến thì ta sẽ thực hiện bước tiếp theo là invert kinematic. Thì tức là tại này ta sẽ thực hiện nhập cái góc ta mong muốn, cái vị trí mà ta mong muốn, hoặc là có thể nhập lại cái vị trí của cơ cấu chấp hành này, sau đó thực hiện nhấn invert để cho ra cái góc tại khối angle of x joint. Thì ta sẽ so sánh cái góc này với lại cái góc của forward kinematic để xem là góc của angle of x joint này so với cái góc của forward kinematic để xem là nó có trùng khớp với nhau không, hoặc là ta muốn di chuyển, trường hợp này ta muốn di chuyển đến một vị trí nào đó, thì ta sẽ sử dụng là cái giao diện như thế này. Tiếp theo sẽ đến phần gọi là quy hoạch quỹ đạo, giao diện quy hoạch quỹ đạo. Thì ở đây chúng ta sẽ có khối trajectory planning, ở đây là có cái nút để ta chọn chế độ, sẽ có cái vị trí của cơ cấu chấp hành được thể hiện ở đây, và có ba nút nhấn là nút plot, nút start và nút stop. Thì đầu tiên chúng ta sẽ chọn nếu như chúng ta muốn gạch quỹ đạo phải đường thẳng, chúng ta sẽ gạt cái công tác line sang on, đồng thời để triangle off là hình tam giác. Thì ta sẽ nhấn mô phỏng. Sau khi mô phỏng xong, chúng ta sẽ thực hiện việc load cái thông số đó lên trên cái biểu đồ, tương tự giống như là gạch quỹ đạo theo hình tam giác, ta sẽ bật lên và tắt cái gạch quỹ đạo đường thẳng này đi. Thì tiếp theo đây là sẽ là cái kết quả quy hoạch của chúng em theo hai loại, đó là theo đường thẳng và theo hình tam giác. Thì thầy và các bạn có thể thấy thì cái đáp ứng thì nó giống với lại trong mô phỏng. Thì sau đây sẽ là video về cái kết quả thực hiện của chúng em. Thì mời thầy và các bạn xem một cái video ngắn. Để quay lại quỹ đạo theo đường thẳng và theo hình tam giác. Thì sau khi thực hiện đề tài thì chúng em sẽ rút ra được một vài kết luận như sau. Nhất về kết quả đạt được, chúng em đã tính toán và thiết kế được hình dạng của robot qua phần mềm SolidWorks. Thứ hai sẽ là điều khiển được cái mô hình từ MATLAB Simulink thông qua cái gói hỗ trợ cho phần cứng Arduino, Support Package for Arduino Hardware. Thứ ba là tính toán được cái động cơ phù hợp với mô hình điều khiển để chọn các loại động cơ RC servo. Thứ tư là vẽ và chia tách được cái không gian làm việc của robot bằng MATLAB và thực hiện quy hoạch quỹ đạo đường đi cho robot.
Về những điểm hạn chế thì chúng em sẽ rút ra được ba hạn chế chính. Nhất là gần quỹ đạo của chúng em chỉ dừng lại ở chỉ dừng lại được ở hai cái chức năng là kinematic và trajectory planning, và ở hai chế độ quy hoạch, đó là quy hoạch 2 điểm và 3 điểm. Thứ hai là việc quy hoạch quỹ đạo còn diễn ra rung lắc và không trơn tru do chưa xét đến các yếu tố về vận tốc và gia tốc chuyển động cho robot. Thứ ba là cái động cơ servo. Mọi động cơ có sai số khác nhau nên khi mua về thì khó tránh khỏi là việc điều khiển không chính xác được góc, cho đến cái khớp nối giữa cái bánh răng và cái cánh tay của nó thì nó sẽ bị lệch đi nữa, nên tính chính xác của nó không cao. Thì sau đây em xin cảm ơn thầy và các bạn đã chú ý lắng nghe phần thuyết trình của nhóm chúng em. Xin chào tạm biệt thầy và các bạn.